Duy Trường. Đau ở Duy Trường mới đau đớn tôi không. Ôi thôi ra ra cái màu này là đi rồi, màu này là màu nước mắt rồi. Văn Hậu cũng không đỡ được luôn đấy chứ, màu này màu nước mắt rồi. Nope. Duy Trường. Màu nước mắt rồi, màu nước mắt rồi. Duy Trường chúc em ngủ ngon luôn. Ui, X2 liềm đau. Lại còn GK nữa. Thì đỡ. Nope. Ui, toàn này 1 lít quá. Đắt vậy. Ủa coi, sợ thế. Đây rồi. Lại CM. Ui, lại CM. Lần này là Hoàng Đức đúng không? Giấu tên đã bị scam 10.000 đồng. Livestream vui vẻ. Ủa, không có tên nữa. Ui. Ui. Ui, phát văn tài em luôn mà. Tài em này hình như là nhiều tiền đấy sao ấy. Trung Kiên đã chi phối Thầy Lân với 10.000 đồng. Ui, bú. Cảm ơn Trung Kiên nha. Ui. Hình như là đấy sao ấy. Bù gãy người luôn anh. Ui, tài em này hiếm VL luôn á. Lần đầu thấy á. Lần đầu thì có streamer mở ra á. Treo free kìa. Con này nó treo free được. Điên quá à. Phan tài em không mở treo free luôn. Bù 20M. Cuộc đời ơi. Nó lừa tôi. Nó bảo bù 20M. Chết tôi không. Bù 20M. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua vipcac24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại vipcac24h.com. Bù cho người mua không bay được, Việt Nam bay thoải mái. Đây là mày ngon luôn đấy. Ui, phát này mở ra. Ê, phát này lại mở ra Mbappé thì sao ta? Nghi lắm. Nghi vấn luôn đấy. Cứ có vĩ lề lên nhanh không à? Không, tôi bỏ ra đụ rồi. Tôi bỏ ra đụ rồi. Cờ. Ý. CDM, ui, Gagliardini rồi. Gagliardini. Ui, một nhót vào mồm. 10 cơ hội để săn Mbappé. Cờ. Xiếc. Susek. Thomas Susek. Ui sao quán này toàn ra 117 vậy. Xiếc, tưởng đang bị hôn hết vết. Quên mất quán này có LL. May mà không ngô chú. Không nhớ anh em chửi. Pháp ST. Pháp CB. Ui Sali 4 rồi. Sali 4 luôn. Ôi sở trường. Chết rồi, có sở trường sao lại phong độ xuống ta. Kiểu gì phải có một siêu phẩm nhở. Sao phong độ lại xuống quá ta ơi. Xuống quá ta ơi. Ý LB. À ha. Ý LB là ai vậy? Theo. Ồ. Bình thường chả ngon lắm. Ý mà sao lại theo nhở. Chết rồi thầy lú quá mấy đứa ơi. Sợ ý thì lại hô theo ra. Donate một lần rồi thôi đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn donate một lần rồi thôi nhá. Thầy donate phát xem mạng ổn định không. Ổn định. Làm lần nữa đi. Ổn định hơn. Ok, 119. Ok, vẫn chưa. Sao nó vẫn không ra cái mà tôi cần nhở? Sao nó không ra nhở? Cờ. Ủa, X2 liềm vui. Ơ, để Miran mở in min luôn. Mở in min luôn kìa. Ui. Ui, lờ lờ, sao vậy ta? Đáng suy ngẫm quá nhở? Ơ. U. Ai vậy ta? Mới. Marcus Llorente. Thế chứ. Phải thế chứ. Lên nhạc. Lên nhạc. Tèo 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 tèo. Hala Madrid. Hala Madrid. Ok. Đấy, thế chứ, ít phải được con như này chứ. Cầu anh. Cam. GK. K
cam. Donate một lần rồi thôi đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ui mà u. Thầy nói chuyện chả vui gì, chắc phải đổi qua học lớp khác thôi, mặt cười. Gì nữa, gì không nói chuyện vui nữa. Thầy không vui thì ai vui, từ từ. Ôi tôi chết rồi. Thôi được rồi, để gói lại đi. Từ từ, để đi qua chỗ khác. Cảm ơn mở công Sơn nha. Cuối tuần đá mới thắng The Sea Hải ạ. Không có anh ơi, cuối tuần này em làm được mà, anh phải tin em. Anh phải tin em anh Sơn ơi. Arken ST. Thôi xong rồi, Milito à? Cộng 8 không? Cộng 7. Mẹ đen vậy ta. Cộng 7 kìa. Tâm Ponskol đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Tâm Ponskol nha. Em đi ngủ đây, mai em xem. Đây, ra luôn đây. Nó em gửi sau nha thầy. Dù câu cộng 8 đi. Cộng 8 đi. 8. Hả? Ôi số tỷ lệ ra 8 con này ít thế nhở? Tỷ lệ ra cộng 8 con này ít vậy ta? Ôi, con này tỷ lệ ra cộng 8 hơi ít nha. CDM. Hả? Pele à? 8. Ôi không có 8 nhở? Xong ra 8 ta. Pháp ST. Pháp CF Cantona. Ui, Cantona không cộng 8 giết em đi thật. Vãi trưởng Pháp CF của đồng sư huynh này nữa. Ui còn sư huynh này ngất. Ui cậu ấy ngất ạ. Ui cậu ấy ngất luôn mà. Ây da. Anh RM. Anh là đụng dô câu rồi. Dô câu cộng 8 là đi rồi. Dô câu 8. Ui. Ui. Ui lừa điên luôn đấy. Ui. Được một con. Ui sao có ai lừa ấy nhở. Được một con. Ui nhưng sao có ai bịp ấy nhở. Bị phích tỷ lệ rồi. Gói này bị phích tỷ lệ chắc luôn. Hôm trước tôi mở ra cộng 8 nhiều lắm. Từ từ anh em, xin phép anh em giải đen cái. Đi vệ sinh giải đen cái, đen quá. Giải đen một cái. Hello. It's me. Đây rồi. Sạch sẽ rồi. Xinh xắn. Em mình đang khóc của thầy còn khóc nữa là anh Bình. Thầy còn đang khóc của anh Bình luôn đấy chứ. Xịt nước hoa rồi mà sao không ra nhở. Xịt nước hoa thơm vương vức rồi mà chưa thấy nổ ấy. CM Barilla. Tùng Vujose đã chi phối thầy Lân với 30.000 đồng. Ôi, cảm ơn Vũ Đức Tùng nha. Tuổi Hợi mạng hỏa phải đổi quả áo đỏ đấy thầy. Vẫn đỏ mà, 119 vẫn ok mà. Mà quả áo này như không hợp lắm thật. Ôi, như hôm nay không hợp lắm thật. Dạ Mbappé cộng 2 lít luôn à. Nghe vậy ta, Pháp. Đi rồi. Ơ hình như là Rafamin. Ui. Ok. Gỡ phát 500 tỷ, Raul đầu Thomas. Được, con này được. Đây trước đi. Tìm kiếm Icon Moment phát. Ủa là Icon Moment nhỏ. Icon Moment thì sao nhỉ? Ủa không ra rồi. Doãn Hoàng đã chi phối thầy Lâm với 10.000 đồng. Đức Cam Ba Lách. Vừa nghe Tabi bảo team đang tập trung cuối tuần đá giải nên không nhận mở thẻ nữa. Hóa ra có người không đá. Cái gì nữa? McCroy đùa đâu. McCroy là đi rồi. Ra Mbappé lò á, sao khó quá anh ơi, chưa thấy ra anh Nam ơi. Ơ? Ai vậy ta? Mắc luôn, được chưa? Nhưng mà là mắc ke le le à? Ôi, gói này không có, hình như không có Icon Moment thế sao ấy? Cho quả BTB sao nào? Đây rồi, BTB xin là cho, Pháp ST, Pháp lờ đúp, Mbappé à? Kylian Mbappé. Không được. Sao toàn min vậy? Sao con này toàn min vậy? Ơ? Xem mà. Ôi, thôi xong rồi. Luka Modric 121. Luka. Modric 121. Luka. Nope. Ui, cái gói này bịp vậy. Ui, thề luôn, cái gói này lừa điên luôn ý. Không một ITM. Ui, nhận quả mốc này. Phát điên thật. Phát điên luôn ý. Bồ Đào Nha. Pháp ST. Ê. Đau. Mệt tim quá. Buồn cười quá. Sao đây mấy đứa? Sao giờ? Ây da. Ui, Lâm Mô Diệp Phật cho con một siêu phẩm.
Rudiger để con đưa anh Bình về bờ. Là một gì ở Phật, con không mong gì nhiều. Con không mong gì nhiều. Ê, Pháp Cam, Pháp Cam, L căng cu, L căng cu. Em Phát 999 đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Phát 999 nha. Xin chào Cát Tần. Hello. 120 cũng được, bù căng đấy, nhưng mà sao vậy ta? Phôi to cũng được mà, quái được mà. Con đấy phải 5-600 tỷ. Anh LM, anh LM. Ui, ui, Lingard à? Chủ trì bảo con có trí tà bò đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn chủ trì nhá. Li ha, 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 ha. Hàng pháo cũng ngon á, con Smith Rowe này xả đầy mà. Thôi cũng tạm, thôi cũng tạm, mở đi. Xong ra Lingard ta, à Lingard làm gì cái mùa này ta. Mua ha 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 đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. À, ha ha ha. Anh có thể gửi lời chúc 8/3 đến là các bạn nữ DCKS ạ. 3 Mussi. Ok. Cũng được, 120. Đã đến mùng 8 tháng 3 đâu em. Đây mùng 6 mà đã bắt đầu gửi lời chúc thôi. Mùng 8 rồi gửi đã muộn đâu. Trừ một anh Bình đã chi phối thầy Lân với 200.000 đồng. Ngày buồn nhất. Không phải ngày hôm nay, anh Bình ơi. Anh Bình nghe. Không phải ngày hôm nay. Thật, em làm được mà. Em làm được mà anh Bình. Không phải ngày hôm nay, em cảm ơn anh Bình, nhưng mà anh em mình phải tin em. Không phải ngày buồn nhất anh Bình ơi. Không. Đức Agen, C Bình, Romero. Tặng anh Bình con Romero, hồi sức nhanh. Mình hồi sức nhanh. Romero. Ok. Hồi sức nhanh. Sao con này có 119 vậy? Mất một người anh, ui, mất một người anh không có. Chúng ta còn Nakata, ui ra Nakata là thôi luôn đấy. Là thôi luôn đấy. Ra Đức cộng CB à? Đức hả? Ai chủ trì bảo con có trí tà bò đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Anh Bình donate 5 lít xong từ đấy toàn min. Hóa ra anh Bình ắt vía thầy tôi. Chúng tôi nghĩ nhầm về thầy. Cái gì không có chủ trì ơi, không có chủ trì ơi. Ui, sang gà re luôn mà. Re luôn. Re luôn mà. Sang nhỏ luôn. Sarange. Mở ra quả Sarange thì đỡ làm sao được. Tomori sự trở lại, xuất hiện hoành tráng. Xuất hiện hoành tráng. Được rồi, gói 103 ra con này được rồi. Bú à, 1.000 tỷ đùa đâu. 1.000 tỷ đấy. Chẳng qua anh em xem nhiều thôi, con này 1.000 tỷ ngon mà. Mua ha 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 đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn em nhiều. Chúc trước cho em cắt ra hích hích. Pháp CM là ai nhở? Lạ nhở? Vậy thì sao con này đá CM vậy? Lẻ mà. Ủa sao CM, nó CM thì nó CM, sao thầy biết? Nó CM chứ sao thầy biết? Bố của Min à? Đức CM. Musiala đây à? Đây là Musiala đúng không? Ok. Bayern Munich. Con này cũng được, con này 2/5 hay sao ấy. Nói chung mở gói này ra tầm 4-500 tỷ là được, nổ hũ thì không dám nói. Khánh đã chi phối thầy Lân với 15.000 đồng. Cảm ơn Khánh nha. Em lúc nào trả ở đây? Trời ơi. Thế thầy phải đưa ạc của em lên bàn mổ sớm đúng không? Hả? Việt Nam à? Hakimi. Li Hu Hai đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Lâu rồi chưa vào lớp, chắc thầy quên tên em rồi. Thôi con này cũng được mà. Hakimi không có mùa này à? FPL không có Hakimi à? À không có à? Thế con này được mà, 120 làm gì? Anh, Cam. Thôi dịch dêm, mày đỡ. Dịch dêm. Siêu phẩm cuối ngày. Nói nhiều chúng nó làm gì đúng không anh Bình? Anh Bình thấy đúng không ạ? Nói nhiều chúng nó làm gì? Dịch xì dêm. Ok. Thế thôi. Gói chốt. Nó phải là gói chốt. Lấy lại tất cả. Lấy lại tất cả. Ui. Trời ơi, 3.100 tỷ Rixi Zem. Trở lại ngay. Oki Ham. Mấy tiền? 3.000 tiền. Quầy 3.000 bay 3 lần luôn. Con này bay thoải mái nha. Ui, Rixi Zem thì ngon đấy chứ. Team Color Chelsea là ngon đấy chứ. Rồi anh em ơi. Ui, ngon này ngon đấy.
Ngoài này nhiều điều đáng chờ đợi đấy, nhiều điều đáng chờ đợi luôn á. Ngoài này phải bật nhạc đấy à? Nhạc Ấn Độ hả? Được luôn, được luôn. Đức CCC đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Trên 1 ca tỷ 50 ca nhận ca thầy. Nhận luôn Đức ơi, nhận luôn Đức ơi. Smiley nhả vía cho thầy mở thẻ auto min và đập thẻ auto xịt đã chi phối thầy Lân một với 1.000 đồng. Một con. Nhỏ hơn hoặc bằng 119. Bắt đầu tính tỷ số. 1-0. 1-0 luôn. 1-0 với cả em Smiley với thầy luôn. 1-0. 1-0. Hoàng nhỏ có cậu em to đã chi phối thầy Lân với 10.900 nhỏ, đồng đã có cậu chi em phối to thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Hoàng nhỏ. Hà Lan xếp. Chào thầy Beo Lý. Na chỗ em dạo này được mùa lắm, thầy cho em xin địa chỉ để em ship cho vài cân. Nakata. Ui. Doan coi chỉ số to hơn luôn mà. 2 con. 2-0. 2-0. Được chưa? 2-0 cả thằng Smiley luôn. Người lập kỷ lục vô địch mùa trước đá không thắng trận nào mùa này đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn người lập kỷ lục nha. Gần 6k view mà không ủng hộ được thêm 500 sub à. Không mấy biết con luôn. Vợ xem chùa à. Đức Cam. Đức CM. Tony Cruz. Tony Cruz. 21 21 21 21 21. Bình tĩnh. 21. Lên nhạc. Căng ấy nhở, căng ấy nhở. 21 kìa, tiếc chưa, ma thú kìa. Ba một, thằng Smiley luôn, nhờn. Ôi, thôi hết nhạc, chết rồi. Ê, hát lại từ đâu. 3-1 luôn. 120 tỷ, giá này giá ảo, không sao cả, phôi to. Hà Lan CF. Hà Lan ST. Van Basten được không? Van Basten. 4-1. Con mắt thằng Smiley luôn. Đây làm sao? Quả nhạc này mà mở BTB thì nó là hợp cảnh. 4-1 vào mồm. 4-1. Quả 4-1 luôn mà. Được chưa? Không thua được. Đức CM. Đức Cam. Đã chi phối Đức Cam. Malach đúng không? Malach. Trả kèo thầy. Cảm ơn Duy Đức nhiều. Trả tiếp cho thầy. 5-1. Mở kìa. Nhờn. Nhạc Ấn Độ. Tôi yêu nhạc Ấn Độ. Làm quả tennis vào mồm quả Smiley luôn. Tennis. Hà Lan CF. Nhờn. 6-1 luôn. Trời ơi. 6-1. Làm xong cái set tennis này. Quả này là 5-2 chứ nhở? Ừ, 5-2. Mẹ, mở ra gulit làm gì? Đùa, mở ra gulit làm gì ta? Làm hào, ok. Xong set tennis luôn này. Ôi, hết nhạc. Ôi, tôi xong rồi, 5-3 rồi. Ơ, A-la-ba. Bình tĩnh nha. A-la-ba nha. Còn mắc à, nhạc Ấn Độ ơi. Thằng Smiley đâu? Ra đây đỡ cho thầy. Xong cái set tennis. Nhờn. Được chưa? Nhờn. Đêm kỳ diệu ở Đống Đa. Anh RM, anh CM đi rồi. Làm bát, đừng ra Postco. Người tình của em hai hủy ke bú đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ngượng chứ không phải người nữa rồi. Đọc quả lệnh. Được chưa? Uầy, bao nhiêu? 72 đúng không? Cờ. Phút cát, mắc chỉ số 121, sang tiền 120 à? 120 ăn nha. 120 là mấy tiền, mà tỷ số nhiêu nha? 82. Uầy, 82. Em ruột anh Bình. Thi đấu nữa không? Benzema, thi đấu nữa không? Cantona. Được chuỗi rồi, mùng 8 tháng 3 luôn mà. Mùng 8 tháng 3 luôn. Để đánh vào cuối 93 này. Ui, hết nhạc luôn, chấp luôn Smiley, không cần bật nhạc gói này luôn. Chấp Smiley luôn. Đỡ đi.
quả cuối chấp luôn. Khỏi cần nhạc, tay đang đỏ, lên thuyền. CF Muller, Thomas Muller. Em chốt là kèo 9-3 vào mồm. Lần sau bớt khạch khạng lại nha, thằng Somali thầy nói em nghe. Bớt khạch khạng lại nha. Em được chưa? Mở như vậy ok chưa? Xong chưa? Nói gì? Trong cái số 3 đấy nhá, có một con Gullit của thầy. Có một con Gullit đấy. Nếu mà chơi kiểu giá tiền là thầy ăn đứt em luôn đấy. Là thầy thắng 10 xét luôn đấy. Đừng có chơi bời lọc lẻo hả thầy? Mày ám, mày ám. Duy Đức đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Duy Đức nha. Tổng mấy kèo trên 1k tỷ thầy nhỉ? Con này nghìn nữa là 1, 2, 3, 4, 5, 6 con em ạ. 6 con, 6 con trên 1k. 6 con. Cảm ơn Đức nhiều. Smiley nhả vía cho thầy mở thẻ auto min và đập thẻ auto xịt đã chi phối thằng thầy Lân với 10.000 đồng. Không được nói nữa. Thôi, kèo LN mới là kèo sở trường của em mà. Thầy quên rồi à? Được, ok, chơi tiếp. Ok. Rồi em ơi, bắt đầu đến với phần dự đoán trúng thẻ thôi là anh em ơi. Phần mà nhiều anh em mong chờ nhất của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với phần dự đoán thôi anh em ơi. Let's go. Trừ một anh Bình đã chi phối thầy Lân với 200.000 đồng. Ủa anh Bình của em. Anh một kèo LN và ITM 500k nha. Ủa. To quá từ từ nha, anh Bình có ý hội ý với em phát. Chi phối thầy Lân với 12.345 đồng. Ta 1 lít mà sao lên còn 5 lít thôi. Tính đi ngủ mà cố quả thầy mở thề là tôi tỉnh cả người, khéo mất ngủ hết đêm mất. Cảm ơn đi Lâm nha. Ok anh em ơi, tôi đã chốt phương án với anh Bình rồi. Chốt phương án rồi, đây nhá, bên như này. Hai gói LN. Mỗi gói dự đoán đúng sẽ là một chiếc thẻ Garena 100k dành tặng anh em. Và này, gói ITM, anh em nào dự đoán đúng sẽ nhận một chiếc thẻ Garena 500k nha. Lần đầu tiên có luôn này, 500k đến từ anh Gia Bình. Duy Đức đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Duy Đức nha. Thầy hỏi anh Bình hộ em xem anh Bình có tuyển người lau nhà cả mặt cười. Gì thầy hỏi, thầy hỏi anh Bình tuyển là người lau nhà từ lâu rồi, anh Bình không đồng ý chứ. Anh Bình bảo trông thầy nhìn đầu trộm đuôi cướp, anh Bình không thích. Không biết em thì như nào, em gửi CV cho thầy đi để thầy hỏi anh Bình cho. Đức ơi, em khi được ấy, trông em hiền lành, đẹp trai, sáng sủa. Nhìn thầy, anh Bình bảo trông trộm cắp quá, anh Bình không tin tưởng được. Từ nhà tài trợ là hiệu trưởng Long nha. Gói LN đầu tiên là từ nhà tài trợ là hiệu trưởng Long nha. Hiệu trưởng Lay To à. Dành tặng anh em, gói LN đầu tiên nha. Tí nữa bạn nào yên tâm, bạn nào mà chiến thắng thì bên bọn tôi sẽ chủ động liên hệ. Chúc bạn đấy. À bạn đấy sẽ chủ động liên hệ fanpage và giấu tên công khai công bố lên luôn nha. Đồng. Hải Zalo. Không có. Ê, ẩu nha. Gói đầu tiên này. 50k sắp tới nơi rồi. Ủa anh em đăng ký cho tôi đi. Ủa xin anh em đấy. 50.000 sắp đó là bùng lổ luôn á. ST. CB. Hero chết rồi. Hero rồi. Đi rồi. Giấu tên đã scan 10.000 đồng. Các Lepion. E chào thầy còn nhớ Echo ạ. Mặt cười. Thoát. Cảm ơn giấu tên nha. Mày quá. Thầy nhớ em ơi. Các Lepion. Ok. Ủa tôi tưởng Hero là đi luôn. Gói thứ hai luôn nha anh em. Gói thứ hai luôn. Anh em ơi, bạn đầu tiên trúng Even đây, có chúc mừng bạn là Trung Tiến nha. Bạn đầu tiên trúng Even, công bố luôn, bạn Trung Tiến. Đấy, bạn mốt bạn đã check xong, bạn đầu tiên trúng Even là bạn Trung Tiến nha. Chúc mừng Trung Tiến nha. Rồi anh em ơi, tắt tính năng bình luận phát này. Anh em nào comment bị từ chối anh em đổi avatar nha. Đổi avatar đi là được. Facebook tại group của tôi, Facebook nó quét là clone ấy nên là bị từ chối comment á. Cờ, đừng ý. Anh RM. Ui, 1.000 tỷ quá. Phải nhờ acid câu được 1.000 tỷ à? Ok. Ui, được 1.000 tỷ, cứ không nghĩ được 1.000 tỷ luôn. Ngon, tạm. Cũng tạm thôi chứ chả phải ngon, tạm. Tạm, bú của 1.000 tỷ, ok. Acid câu. Điền ở con câu này đầy anh em trúng luôn. Đừng có nói là không ai trúng. Acid câu thì trúng đơn giản luôn. Nhưng quan trọng ai là người sớm nhất thôi. Chủ yếu là anh em làm phải có mượn sớm nhất đấy. Bạn Giới Đỗ Phúc à? Ui, à bạn chúc mừng bạn là Giới Đỗ Phúc nha. Đã trúng cái event thứ hai này. Chúc mừng bạn. Ui. Siêu to khổng lồ. Chiếc thẻ 5 lốp. Ui, 5 lốp đây anh em ơi. Anh em không nghe nhầm đâu. Nó là chiếc thẻ 500.000 đến từ anh Gia Bình. Ui anh em ơi, 50.000 sắp coming. 50.000 sắp coming. Ui, cảm động quá. Ui cảm ơn anh em rất nhiều luôn ấy, thật sự luôn á. Ui. Không nghĩ có một ngày được 50.000 sắp, thật. Không nghĩ đến luôn ấy. Dã man.
Ui nhưng mà ui không không nghĩ thật, mà aman thật. Đứt chun đã chi phối thể lân với 10.000 đồng. 50k sắp rồi. Ui cảm ơn em rất nhiều. Ui cảm ơn em rất nhiều. Ui tôi không nghĩ là ui tôi sẽ cố gắng thật. Ui cố gắng để đáp lại tình cảm của anh em. 50k rồi. Ui, chúc mừng thầy IU. Ui một nửa của hành trình của anh em ơi, một nửa của hành trình rồi đó. Một nửa của hành trình rồi đó. Phải làm cái event to to thật dành lại anh em. Tôi còn một ít đồ hiện vật đây. Còn một cái lót chuột luôn. Chắc phải làm dành lại anh em thôi, còn lót chuột, còn mũ. Những hiện vật luôn tôi sẽ xin thêm của FC Online để dành tặng đấy anh em. Ê ngày xưa tôi làm chưa, tôi nghĩ tôi làm công việc này nghiêm túc nha. Thật sự luôn. Cái hồi mà tôi còn đá giải hồi hạt giải ở quán net suốt ngày luôn ấy. Chưa giờ nghĩ có một ngày mình có thể làm nghiêm túc cái nghề này luôn á. Kỳ diệu thật. Sắp lấy vợ, im back, no longer belong to hộp ăn liền đã chi phối thầy Lân với 20.000 đồng. Ôi cảm ơn sắp lấy vợ nha. Chúc mừng em nha. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi anh em ơi, chúng ta đi mở gói ITM thôi. E Hoàng Rashford đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Ôi cảm ơn Hoàng Rashford nha. Đi cùng nhau hơn 1 năm The Sea nửa chặng đường Air Keep Fighting thầy nhé. Rốt to 100k sắp nào. Trái tim em, uầy. Thật sự luôn, uầy. Không nghĩ vào ngày hôm nay thật. Dấu tên đã rescan 20.000 đồng. Cảm ơn dấu tên, bán kênh không hài. Gì bán kênh, cứ bán kênh. Đinh tinh quá à. Vừa được 50.000 sắp cứ bán kênh. Dấu tên đã rescan 10.000 đồng. Em cảm ơn anh Tùng ạ. Chúc mừng thầy nhé. Mày toàn thầy nghĩ event gì cho ID. Đừng nặn à. Thầy phải nghĩ event thật. Nhưng mà sang tuần anh em ạ. Phải nợ anh em. Xin phép anh em nợ của event sang tuần nha. Nặn như bìu anh nhiếm nặn đây này. Nhiếm nặn nha. Đừng nói vậy anh. Đó. Nhìn em làm một lần nha. Anh Tùng nhìn em làm nè. Ê Subio. Nặn một chút nha. Ủ đen xì. À sao trắng ấy nhở. Chết mẹ à, sao da trắng ấy nhở. Không phải Ê Subio rồi. Chết tôi rồi, da trắng vậy ta. Dũng fan Chelsea từ hồi mới đẻ đã chi phối thầy Lân với 20.000 đồng. Cảm ơn Dũng nha. Chúc thầy thành công trong con đường phía trước và chúc trẻ của chúng ta sớm sẽ có chức vô địch ngoại hạng. Cụng ly phát. Chiếc cốc này là hiểu đúng không? Uầy, quả ETM này trông hơi sợ nha. Ủa chỉ số đâu ta? Người lập kỷ lục vô địch mùa trước đá không thắng trận nào mùa này đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn người lập kỷ lục nha. Và đó là Ian White Moment tin chuẩn. Ôi, trở top 113 ạ. Cuộc đời ơi. Học sinh ngoan đã chi phối thầy Lân với 20.000 đồng. Chúc thầy may mắn và thành công nha. Cảm ơn em nhiều, cảm ơn học sinh ngoan. Kinh chá nhở. Kinh chá này hả? Ôi đừng chỉ nữa. Ôi fan Liverpool rất thích con này lắm. Ôi lịt mẹ len ạ. Ôi lịt mẹ len. Kinh chá nhở. Trừ một anh Bình đã chi phối thầy Lân với 200.000 đồng. Ui, gói này lừa lắm. Gói này lừa anh nhở? Em cũng nghĩ vậy. Thề luôn, bạn Nguyễn Tấn Khang à? Ui, chúc mừng bạn Nguyễn Tấn Khang đã nhận về cho mình chiếc thẻ gai là 500.000 đồng từ anh Gia Bình. Ui, 500.000 luôn mà. Tổng vệ sinh em ơi. Tổng vệ sinh một chút. Xem 24 con ngon nhất nào. Ui, 15 vòng. Ôi, thế này không đoán, không tổng kết được. Không tổng kết được thật. Cái này không tổng kết được anh em ạ. Tại vì như này khó quá. Không tổng kết được. Được có 34.000 tỷ thì không đúng. Tại vì ở dưới còn nhiều con ngon lắm. Nói chung là mình bú nhất ở gói BTB đúng không? Nói chung là chốt lại ngày hôm nay thì chúng ta có gói BTB bú này. Bú được con Chumeni này, Tài Em này, Rick James, Văn Quyết, Công Vinh. Còn đâu là được Beckham nữa. Beckham tính nữa nha. Beckham, Beckham xả đầy rồi mà. Nói chung là như vậy. 15 vòng mỗi vòng 2.000 tỷ không có. Ôi hôm nay thật sự cảm ơn đặc biệt. Gửi một lời cảm ơn đặc biệt đến anh Gia Bình của em. Và đến tất cả 6.000 anh em.
đã cùng tôi được gọi là đi được một nửa cuộc hành trình của cái việc dành được 50.000 sắp là được một nửa của hành trình của nút bạc rồi, được một nửa cái nút bạc rồi đấy anh em ạ. Ôi, tôi sẽ cố gắng hơn. Từ ngày mai tôi sẽ cố gắng luyện tập thật tốt để cuối tuần này anh em trường làng chúng ta mở mày mở mặt nha. Bye bye anh em, chúc anh em ngủ ngon. Hẹn anh em vào ngày mai. Mai yêu, trái tim.